Dạ con xin chào bà cô chú. Hôm nay con đi đâu vậy? Nói cho bà cô chú nghe đi. Dạ con đi công viên con chơi. Công viên ở đâu con? Dạ con viên ở đây mẹ. Ừ. Mẹ đi thôi con. Con đi công viên chơi đi mẹ. Ừ rồi đi. Ừ, đi cẩn thận té nha con. Ờ. Ừ. Ừ, đi được, đi cẩn thận cho mẹ nha chứ. Ờ. Ừ. Đâu, công viên đâu? Ê, bông gì đẹp quá nè Nhi. Nè, bông đẹp nè. Ơi. Ừ. Có cây cầu á hả? Ờ, con đi xuống được không? Ừ, được đi xuống đi. Ừ. Công viên ngay bờ hồ đẹp quá ha, mát nữa. Trưa nắng hè mà ra đây á, rất là thích, mát mẻ. Vậy hả? Ừ. Vui. Ừ. Mùa hè dắt bé đi chơi công viên cho nó mát. Đợi mẹ với con. Đợi mẹ với chạy bỏ mẹ hả? Bỏ mẹ vô lại bắt mẹ sao? Ừ. Ừ, mát quá à. Cái gì con? Đâu có gì đâu. À chú vẽ. Ừ chú vẽ chữ ô hả? Ừ. Ừ. Rồi đi ra thăm bà Hồ rồi Nhi. Hả? Ừ. Đi con đi đi. Sao bà Hồ có cá, có chú có câu cá không? Nó có cái nhà. Có cái nhà hàng ở bên bà Hồ kìa. Ừ. Thích quá à, vui. Ừ. Hả gì con? Hồi nước có chuyện té xuống đó hay chưa? Dạ. Ừ. Cái gì đâu? Sao có cái gì vậy con? À cá nó ở sâu dưới đâu có thấy đâu. Bên kia có cái nhà hàng ngay dưới bờ hồ kìa. Nhìn hấp dẫn không? Bà con xem gì vậy? Con xem mấy con cá mồng lên. Con cá gì? Ui. Như con cá gì? Con cá nó nổi lên đây kìa ha. Mẹ quay con coi xem. Đó, dưới đó có một con cá đó. Ừ, cá là dưới. Ui, nhiều lắm. Ừ. Con cá mồng lên. Con cá gì? Ăn cá này con cá bãi trầu. Nó nhỏ lắm, nhỏ lắm không nhìn thấy nó đâu con. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ xem gì vậy? Ừ. Ở chừng gớt xuống đó nha, gớt cái tẩm á làm mẹ. Không có vớt lên được đâu nha. Dạ. Ừ. Mẹ. Ừ. Chạy đâu ạ? Ờ, vậy thôi đi vô nhà ăn bánh đi, vô trong đó ngồi cho nó mát. Ừ. Con thích không? Nhanh. Đi cẩn thận cái chuyện té đó. Cái này đâu ăn của con đây nè. Ơi. Mẹ mẹ ừ, đâu ăn của con đây nè.
Cởi ăn, cởi cởi nón, cởi áo rồi đi, mình cho nó mát. Đi lại chỗ này đi, lại chỗ này cho nó. Mẹ, anh kêu ra TV kìa. Ừ con. Mẹ quay lên kia kìa. Ờ, mẹ thấy rồi. TV. Còn cái đó là con đèn cái TV gì con? Thôi, con đèn không phải là TV đúng không mẹ? Rồi đây, hay là ra gấp cây mày kia. Đi ra qua gấp cây cho nó mát đi. Dạ không. Đi. Thôi. Gấp cây gần cạnh bờ hồ nó mát lắm. Đi con, đi. Đi đường này, đi đường này nè. Đường này nè con, đường này nè. Mẹ con thích xuống mẹ. Đúng rồi, ừ đúng rồi, đi đường này nè, đúng rồi. Đường này nó đúng rồi đó mẹ. Ừ. Đi ra bờ hồ thích hơn, mát nữa. Vừa ăn vừa ngắm cảnh bờ hồ. Đi đường nào được à? Thôi mẹ xem, để mẹ xem đi đường nào được. Rồi xuống đi. À lên đây con, lên nè, lên nè. Đây, đi lên đây nè, đi lên đây nè. Ừ, đi lên đây nè con. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây là Nhi, đó, 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 đó. Thấy chưa? Đó. Xuống được không? Dạ. Con bước qua bên đây nè. Con bước lên trên đây nè. Đó. Đúng rồi, bước lên trên đó. Đúng rồi. Đúng rồi, dễ quá. Rồi, bước xuống. Bước xuống. Rồi. Rồi, đi, đi thẳng qua luôn. Đi thẳng qua gốc cây đằng kia. Đó. Đi con. Ừ, nó gốc cây này mát nè, có nhiều bông hoa xinh đẹp đó nè. Ơi. Ừ. Rồi gốc cây kia cho nó mát à. Ừ. Ừ, đúng rồi đó, ở gốc cây cho mát. Ơi. Con thích ăn bánh bầm. Ăn bánh gì? Thì ngồi gốc cây này đi. Hả? Ừ. Rồi ngồi xuống đây con. Dạ. Đây nè, để luôn. Cái này có cho cái này ta có cái bịch rồi đó, để cho nó rồi con mẹ. Ăn con lấy đi. Cái nón mày để xuống đây được không? Đưa cho mẹ cho, đưa mẹ giữ cho con. Đúng rồi. Mẹ ơi. Ơi. Con muốn ăn cái bánh này. Rồi con muốn ăn cái nào con lấy con ăn đi. Thì dạ, con muốn ăn này nè. Ừ. Dạ. Đâu, gỡ ra đi. Đúng rồi. Con gỡ ra đi. Được, con gửi đầu trên kìa, đó. Đúng rồi. Ừ. Mẹ. Ơi. Mẹ con mua bánh sô-cô-la đi, con mang thích ăn bánh này. Cái bánh này, bánh xúc xích nè, nó ngon lắm. Nè con ăn đi. Nè con gửi đi, mẹ gửi cho con nha. Nè. Con cầm con dịnh giùm mẹ đi, dịnh giùm mẹ đi, mẹ gửi cho con. Dạ. Ừ. Đó, đây này. Thấy chưa, sô-cô-la là xúc xích nè. Nè, rồi con cầm đi. Mẹ ơi, ơi. Con uống này. Rồi, con uống, con xách lên con uống đi. Đi mẹ gỡ ra cho con, đó. Rồi, con ăn đi. Ngon. Ừ. Ngon hơn bánh sô-cô-la nữa à. Rồi con ăn, con uống nước dừa đi ha. Nè cho con có chiếc dép nè, con ngồi đi nè, lót đít con ngồi đi. Ừ, ngồi xuống đó đó để hơi sâu nó cắn. Ngồi cho mát. Đây chiếc đó nè, đây nè mẹ cho con á đó. Đó ngồi xuống. Thích không? Thích. Gỡ chiếc dép này ra để chân bằng chân con xuống. Ừ. Cho mẹ ngồi chiếc. Thôi, chiếc cũng nhỏ xíu. Mẹ sao mẹ ngồi dừa. Nè, chiếc này mẹ ngồi được nè. Ờ, à, thôi để xuống đi. Để xuống, đúng rồi. Để dưới đây vui lắm á mẹ. Ừ. Ngày mai đi bầu hồ chơi nữa nha mẹ. Ừ. Đi hoài hả, rảnh đâu mà mẹ chẳng đi hoài. Nước dừa nè. Ừ. Nước dừa là sao? Nước dừa. Cái này là nước dừa, con hút cho mẹ xem nè. Ừ. Ngon đó. Ngọt. Ngọt không? Dạ ngọt. Ủa mà nãy giờ con ăn bánh con có mời ai không? Dạ con mời mẹ ăn bánh. Con mời ai nữa? Thì con mời bà cô chú ăn bánh. Ừ, đúng rồi, lúc ăn là phải biết mời nghe chưa? Dạ.
Vậy mới ngoan, bà cô chú mới thương. Mẹ ơi. Ơi. Cái này mẹ có ăn không? Không, mẹ không mang, mẹ đã dành cho con á. Mẹ ơi. Ơi. Nè. Ừ, ăn xong uống sữa, nghỉ trưa xíu rồi đi về ha. Dạ mà con thích uống sữa, sữa dâu á. Ừ, ăn xong thì mẹ cho uống. Thì con ăn đi. Uống ngon chứ mẹ. Ừ. Ừ, giỏi. Bánh ngon chưa? Mẹ có thể thèm không? Thèm. Ui, những gì nè? Ừ, kể đi con, không sao hết. Ừ. Cái gì á? Cay. Ừ, không sao hết. Cay con uống rồi. Ừ, đúng rồi. Uống cho hết cay. Ừ. Ngồi gốc cây ăn cho nó mát. Mùi. Ê, trong đó không có cái vườn đâu mẹ. Ừ. Từ nay đi công viên vui quá. Vui không? Dạ vui. Thì mẹ muốn mày cho con ngồi đây luôn ha. Dạ không, tối thì làm gì. Thôi ngồi nói mẹ để con đi ngồi đây luôn, cái mẹ đi về nhà. Dạ không. Đi nhà cái chiều cái mẹ vô mẹ cứ con ha. Ha, chịu không? Dạ không. Con sợ, con sợ không kẹ. Không kẹ đâu, sợ. Không kẹ ngoài rừng. Ở đây ở thành phố mà gần đâu. Nếu như mình đi gần á là con sẽ bị ông kẹ. Hả? Nếu như mình đi gần á là mình sẽ bị hai mẹ con sẽ bị ông kẹ. Ừ, đi gần mới có ông kẹ chứ ở đây thành phố mà sao có ông kẹ được. Có chú lạ không à? Chú lạ bắt cóc. Mẹ. Ừ, chú lạ bắt cóc kìa, chú lạ nuôi con. Mà không. Trời, mẹ mua. Mẹ chỉ là hay thích đứa con về. Mẹ nuôi, chú lạ nuôi con, chú lạ cho uống nước dừa nè. Chú lạ mua mua bánh cho con ăn nè. Con không ngồi dưới mẹ đâu, con ngồi dưới đất vui đó má. Ừ, ngồi ngồi dưới đất như mẹ đó. Ờ, ngồi dưới cỏ ha. Con ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Ừ. Cái chân của nó nè mẹ. Ừ. Ngon không? Ngon. Ừ. Con cua nó có ba cái hột mẹ. Ừ, cái đó hột mẹ trắng đó con. Nào không phải cái nào, cái lưng của con cua mà. Ừ, đúng rồi, cái lưng con cua á. Con bụng con cua đâu? Mẹ bụng con cua mẹ. Ừ, đúng rồi. Ừ. Ủa, cái gì đây? Cái đó là cái gì đó con? Cái này là cái gì của cái này là bằng chân của con cua luôn. Ừ. Nhưng con thích dừa này, con thích uống rồi nè. Ờ, thích uống con uống đi. Ăn uống xong đi, no rồi đi về ha. Ừ. Mẹ đi quá nhanh đó, con sẽ bị đau bụng. Ừ. Hồi nhỏ mẹ phải ăn cái bánh mì con cua lắm. Mà làm có tiền mà mua ăn. Nhà xưa bà ngoại nghèo lắm. Bánh đồ bánh ăn rất là rẻ, có 1.500 cái chứ nhiều mà đâu có tiền đâu mua. Con cua này ngày xưa bán có nhiêu 500 cái à. Giờ là bán 5.000. Ơi. Sao ngại không ăn của con luôn. Ừ. Nhớ không cho ngoại ăn. Ừ, nhớ ngoại không? Dạ nhớ. Ừ. Con nhớ con yêu ngoại. Vậy hả? Dạ. Con kêu ngoại lên thăm con đi. Ngoại cứ nghe chứ. Con đừng con để cái dép xuống đi, con đừng có cầm cái dép. Đúng con rồi. Mà con không có kêu ngoại được. Mày con nói thì bà ngoại đang nghe đó. Con nhớ bà ngoại con nói làm sao?
Còn sao nữa? Con nhớ ông ngoại lắm. Thì có nhớ ông ngoại không? Dạ có. Thì con nói ông ngoại nói sao? Ông ngoại thăm đi. Ông ngoại thăm con đi, con nhớ ông ngoại lắm. Con ăn đi. Ăn nhiều cho ma lớn ha. Dạ. Đi cầu coi mấy con cá đi. Hả? Đây cá không, cá nhỏ nhỏ không mà cá nằm sâu dưới đáy hồ đâu có thấy đâu. Con thấy nó. Thấy cá nhỏ thôi à, cá bự đâu con. Con cá bự nó ở dưới cái hồ á. Nó hơi mù mù qua con thấy không? Nó nằm ở dưới bờ hồ á, nó nằm dưới đáy hồ mình đâu có thấy đâu. Cá con nhỏ không thấy luôn. Con kiếm của mẹ kìa. Ừ không sao hết. Nó đâu cắn mẹ đâu. Nó đâu dám cắn mẹ. Không lẽ là nó cắn cái già cái đầu dớ. Mẹ. Ừ nó cắn dớ mẹ thôi à. Nó đâu cắn được cái chân của mẹ. Con ngồi cẩn thận nó kiến cắn con nghe chưa. Dạ. Con phái cái gốc cây ngồi lắm đúng không? Dạ. Trời trưa nắng thì cây gốc cây ngồi thì nó mát. Vừa thoáng mát vừa được ngắm cảnh nữa. Cảnh mà ngu. Quay YouTuber là đúng rồi đó mẹ. Vậy hả? Làm YouTuber đúng không? Con làm YouTuber rồi con bây giờ con bay ông bà cô chú con đi về nè. Dạ con bay ông bà cô chú. Rồi sao nữa? Con chúc ông bà cô chú về sức khỏe đăng ký kênh luôn. Rồi sao nữa?